Xin chào các bạn. Trước mắt các bạn đây á là lô bông trang màu vàng nghệ dán một cốt và cái tàn tròn rất là đẹp luôn. Đây các bạn xem một vòng nha. Màu vàng nghệ thân một cốt. Màu vàng nghệ vàng tươi luôn, màu vàng của vàng 469 luôn nha mấy bạn. Vàng 469, vàng SCC luôn. Vàng rất là tươi. Các bạn xem thân một cốt. Mình đảm bảo với các bạn là gốc này trên 2 năm và màu vàng nghệ rất là tươi. Những nhà kinh doanh mua bán thì rất là chuộng màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho vàng 469, vàng SCC đồ đó. Đó các bạn xem. Gốc này để mình đo thử xem. Mình đo thử xem nha các bạn. Đây, ví dụ điển hình như góc này. Rồi, to hơn ngón tay cái mình luôn. Đây, to hơn ngón tay cái luôn. Bạn nào yêu thích thì hãy comment bên dưới giúp mình. Mình có để số điện thoại ở trên màn hình dưới trên tiêu đề. Các bạn hãy comment bên dưới để mình liên lạc lại, hoặc là add số điện thoại vào Zalo để kết bạn với mình, để mình sẽ gửi những cái tấm ảnh về cái cây cụ thể chi tiết hơn. Mình quay như thế này là cũng là cụ thể chi tiết rồi đó các mấy bạn. Đó, màu vàng rất là tươi luôn nha các bạn. Thì ở đây đã được chăm sóc và dưỡng rất là kỹ, cho nên và uống trong quá trình chăm sóc thì đã uống tỉa, cho nên là dáng cây nào cũng giống như cây nấy. Các bạn chỉ cần comment bên dưới là một cây vàng nghệ tàn một cốt thì mình sẽ liên hệ lại. Đó, mình giới thiệu cho mấy bạn sơ lược như vậy. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Và tiếp theo, bye bye.